Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Video hôm nay này xin tiếp tục thanh lý cái cây cầu dài 80 cm này. Cầu này là cầu siêu tải trọng các bạn nhé. Những cái cầu này thì gắn những cái dòng động cơ khớp lối. Các bạn nào đã làm trong những cái nhà máy chở gạch ấy, các bạn biết là những cái dòng cầu này nó hay sử dụng, bởi vì là đây động cơ bắt vào 4 cái chân đế này, được kết nối qua bộ cầu này qua một bộ khớp lối 6 răng. Đây là cái bộ khớp lối của nó này. Đấy, được kết nối qua cái bộ khớp lối 6 răng này nhé. Cầu này là cầu 5 ốc, có đường kính tăm bua là 200, má phanh 200. Cầu sử dụng 5 ốc nhé. Dòng cầu này thì rất là khỏe, nhưng tốc độ thì nó không cao. Tốc độ này chỉ phù hợp trong nhà xưởng thôi. Nó rơi vào tầm khoảng 15 km/h đến 17-18 km/h gì đấy. Thì tất cả những cái dòng động cơ mà trục 2 động cơ có cái trục đầu ra giảm tốc mà phi 22 ấy, là có thể sử dụng được với những cái dòng cầu này. Đấy, rất là to và khỏe nhé. Những cái ống cầu bình thường ấy, những cái ống như này này, bình thường cái ống của nó là chỉ có phi 60 thôi. Riêng con này là ống phi 78 các bạn nhé. Cầu to đấy, rất là khỏe. Cầu này cầu rất khỏe các bạn nhé. Thì cái cầu này thì bên mình hiện có là đang là tổng chiều dài 80 cm. Hiện nay thì chỉ còn có 4 cây thôi, cho nên là bán thanh lý giá cuối năm cho các bạn. Thì giá cả mình sẽ để phía dưới phần mô tả sản phẩm, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp 0983 818 955. Bên mình thì có bán kèm những cái u để ôm cho cái cầu này luôn nhé. U cho cái cầu này, cái quang nhíp đấy là có luôn nhé. Các bạn mua mình thanh lý luôn cả cái quang nhíp cho cái cầu này, cái khớp lối này cũng có bán kèm luôn nhé. Đấy, nhưng giá cái cầu này, xin nhắc lại, giá cầu này là không bao gồm cái bộ khớp này. Đấy, thì các bạn là lưu ý mua thêm khớp và mua thêm quang thì các bạn phải bảo thêm nhé. Bên mình chỉ bán cầu trần như thế này thôi, các bạn mua thêm khớp thì phải có nhé. Các bạn mua về thì có thể chế lắp. Những cái bạn nào mà mua, mình sẽ tí nữa sẽ mình sẽ để một cái mẫu động cơ ví dụ xuống dưới cuối video cho các bạn xem những cái dòng động cơ phù hợp. Đấy, đây 5 ốc này, những cái dòng tiêu chuẩn đấy, những cái dòng bánh xe 500-12 tiêu chuẩn ấy thì đều sử dụng được các bạn nhé. Đấy, 5 ốc, trục rất là to, trục của thằng này nó là trục 30 mấy đấy, trục này rất là to các bạn nhé. Đấy, dòng này nó là dòng cầu tải trọng cao cho nên là các bạn có thể sử dụng được vào nhiều mục đích. Còn đối với các bạn lắp cái cầu khoảng 1000W ấy, thì nó cũng phải tải trọng được khoảng 1 tấn ấy. Còn các bạn lắp những cái động cơ to hơn ấy, thì sẽ được nhiều hơn. Rồi dòng này nó chậm cho nên nó kén cái người sử dụng. Nó chỉ trong những cái môi trường cần tốc độ chậm mà khỏe thôi. Mọi chi tiết liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.